hành khách la ó vì máy bay chậm chuyến 10 tiếng đồng hồ. Hàng trăm hành khách đã vô cùng bất bình khi phải ngồi vật vã ở sân bay Nội Bài suốt 10 tiếng đồng hồ để chờ chuyến bay từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột hôm ngày 2 tháng 8 vừa qua. Lý do là máy bay bị hỏng và không có phương tiện để thay thế sớm. Chuyến bay VG8831 từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột có giờ cất cánh dự kiến lúc 12 giờ 20 phút trưa ngày 2 tháng 8. Tuy nhiên, tại sân bay Nội Bài, Vietjet Air hai lần phát đi thông báo chuyến bay bị chậm vì do thời tiết xấu, giờ khởi hành mới được lập bay buổi chiều nhưng rồi lại bị hủy bỏ. Trong thời gian này, mặc dù Vietjet Air đã phục vụ hai bữa ăn cho hành khách chờ đợi tại sân bay, nhưng do phải chờ quá lâu và nhỡ dở nhiều kế hoạch nên rất nhiều hành khách tỏ ra khó chịu bất bình, yêu cầu hãng phải chốt một giờ bay chắc chắn đi Buôn Ma Thuột. Để giải tỏa tâm lý cho hành khách, nhân viên Vietjet Air tại sân bay Nội Bài đã viết giấy cam kết thời gian khởi hành là 19h30 ngày 2 tháng 8 và gửi tới mỗi hành khách. Nhưng đến giờ bay đã hứa, khách vẫn chưa được lên máy bay, thậm chí đồng hồ đã điểm 21 giờ vẫn chưa thấy máy bay đâu. Lúc này hành khách càng bất bình và nhiều người la ó tại sân bay vì sự chậm trễ của Vietjet Air. Nhiều hành khách cho rằng Vietjet Air đã không trung thực về nguyên nhân gây ra chậm trễ chuyến bay. Ông Võ Huy Cường, Cục Phó Cục Hàng không Việt Nam khẳng định rằng chuyến bay VJ8831 bị chậm là do Vietjet Air không có máy bay để phục vụ. Đến 22 giờ 20 phút, 108 hành khách của chuyến bay VJ8831 mới được cất cánh đi Buôn Ma Thuột, chậm 10 tiếng đồng hồ so với giờ dự kiến khởi hành ban đầu. Vietjet Air đã đền bù thiệt hại cho mỗi hành khách là 300.000 đồng Việt Nam.